Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. 74 năm quan hệ Việt Nam Nga qua những chuyến thăm hữu nghị. Trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin sang Việt Nam, cùng điểm lại một số hình ảnh đáng nhớ về quan hệ Việt Nam Nga trong hơn 7 thập niên qua. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm Việt Nam trong 2 ngày, 19 và 20 tháng 6. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 74 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Ngày 31 tháng 1 năm 1950, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết, gọi tắt là Liên Xô, chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hơn 7 thập niên qua, tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay luôn nồng ấm và chân tình. Năm 2001, Nga trở thành đối tác chiến lược đầu tiên của Việt Nam. Đến năm 2012, hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Chuyến thăm Việt Nam lần này là một trong những chuyến thăm nước ngoài đầu tiên sau khi Tổng thống Putin nhậm chức nhiệm kỳ mới. Đây là dịp để hai nước củng cố quan hệ chiến lược, tiến tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Nga. Nhân sự kiện này, điểm lại những hoạt động ngoại giao nổi bật của hai nước trong 74 năm qua. 1. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 3 ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 17 tháng 10 năm 2023. 2. Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev tại Hà Nội ngày 22 tháng 5 năm 2023. 3. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại thủ đô Moscow nhân chuyến thăm Nga ngày 5 tháng 7 năm 2022. 4. Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Đà Nẵng dự hội nghị thượng đỉnh APEC ngày 10 tháng 11 năm 2017. 5. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Ivanova Matviyenko thăm chính thức Việt Nam ngày 22 tháng 2 năm 2017. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev vào ngày 16 tháng 5 năm 2016 tại thủ đô Moscow, Nga trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 20 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Nga. 7. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì lễ đón Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tại Hà Nội ngày 5 tháng 4 năm 2015. 8. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Duma Quốc gia Hạ viện Nga Sergei Yevgenievich Naryshkin ngày 2 tháng 12 năm 2014 tại Hà Nội. 9. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm Nga vào ngày 25 tháng 11 năm 2014. 10. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko trong chuyến thăm Liên bang Nga vào ngày 24 tháng 11 năm 2014. 11. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm Nga ngày 12 tháng 11 năm 2013. 12. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm chính thức của ông Putin tới Việt Nam năm 2006. 13. Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Tổng thống Nga Vladimir Putin ký tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga tại Hà Nội ngày 1 tháng 3 năm 2001. 14. Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Tổng thống Nga Boris Yeltsin trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch nước Trần Đức Lương tháng 8 năm 1998. 15. Chủ tịch Xô Viết tối cao Liên Xô Antony Lukyanov tiếp và hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười ngày 6 tháng 5 năm 1991 tại Điện Kremlin, thủ đô Moscow, Nga. 16. Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev
tiếp Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười thăm Liên Xô vào ngày 7 tháng 5 năm 1991 tại Điện Kremlin, thủ đô Moscow, Nga. 17. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh gặp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Mikhail Gorbachev trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Liên Xô vào tháng 5 năm 1987. 18. Đoàn đại biểu Đảng và Nhà nước ta thăm Liên Xô ngày 4 tháng 11 năm 1982. 19. Lễ ký Hiệp định Liên Chính phủ về hợp tác thăm dò địa chất và khai thác dầu khí tại thềm lục địa phía Nam giữa Việt Nam và Liên Xô vào ngày 3 tháng 7 năm 1980 tại Điện Kremlin, thủ đô Moscow, Nga. 20. Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Tổng Bí thư Lê Duẩn, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô Jakob Brennet ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Liên Xô tại Điện Kremlin, thủ đô Moscow, Nga vào ngày 4 tháng 11 năm 1978. 21. Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô Leonid Brezhnev hội đàm với Tổng Bí thư Lê Duẩn thăm hữu nghị chính thức Liên Xô vào ngày 29 tháng 10 năm 1975. 22. Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại biểu dự Đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô lần thứ 22 tại Điện Kremlin, Moscow vào tháng 10 năm 1961. 23. Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại biểu văn hóa Liên Xô tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội vào tháng 4 năm 1958. 24. Chủ tịch Hồ Chí Minh đón tiếp đồng chí Kliment Vorontsov, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô Viết tối cao Liên Xô sang thăm Việt Nam năm 1957. 25. Lễ đón Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Liên Xô tại sân bay Moscow vào tháng 8 năm 1957. 26. Chủ tịch Hồ Chí Minh vào lăng viếng lãnh tụ của phong trào cách mạng vô sản Nga Vladimir Lenin ngày 2 tháng 11 năm 1957 trong chuyến thăm Liên Xô. 27. Lễ đón Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hữu nghị chính thức Liên Xô ngày 10 tháng 7 năm 1955. 28. Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại lễ trình quốc thư của Đại sứ Liên Xô đầu tiên ở Việt Nam Alexander Andreevich Lavrentiev ngày 4 tháng 11 năm 1954. 29. Ngày 10 tháng 3 năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết quốc thư cử ông Nguyễn Lương Bằng làm đại sứ đầu tiên của Việt Nam tại Liên Xô. Đại sứ Nguyễn Lương Bằng trình quốc thư lên Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô Viết tối cao Liên Xô Nikolai Mikhailovich Svenik tại Moscow ngày 23 tháng 4 năm 1952. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam trong bối cảnh đặc biệt. Chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin đến Việt Nam từ ngày 19 đến 20 tháng 6 theo lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa đặc biệt. Chuyến thăm mang tính biểu tượng cao khi diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 30 năm ngày ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Liên bang Nga và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 16 tháng 6 năm 1994, 16 tháng 6 năm 2024, đặt nền móng và cơ sở pháp lý cho quan hệ trong giai đoạn phát triển mới. Tiến sĩ Ivan Nikolaevich Timofeev, Tổng Giám đốc Hội đồng Nga về các vấn đề quốc tế IRAC, đánh giá về quan hệ Liên bang Nga-Việt Nam rằng hai nước đã thiết lập được mối quan hệ hữu nghị truyền thống, là một trong những đối tác quan trọng của Liên bang Nga trên trường quốc tế. Việt Nam có nền kinh tế tăng trưởng nhanh và thị trường rộng lớn. Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu, EAEU, và điều này mang lại lợi ích cho nền kinh tế của hai bên. Việc Tổng thống Liên bang Nga thăm cấp nhà nước tới Việt Nam là tín hiệu cho thấy lãnh đạo cấp cao nhất của Nga rất quan tâm tới mối quan hệ này. Tiến sĩ Timofeev nhận định thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu của hai nước, cũng như dự báo chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nga sẽ tạo động lực cho lĩnh vực số hóa. Nga đã tích lũy được nền tảng tốt trong lĩnh vực công nghệ số và sẵn sàng chia sẻ những thành tựu của mình. Ngoài ra, dầu khí vẫn là một trong những lĩnh vực hợp tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam và Liên bang Nga. Năm 2024 là năm Liên bang Nga đảm nhiệm vai trò chủ tịch luân phiên nhóm BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Tiến sĩ Timofeev nhận định có nhiều cơ hội thuận lợi để hai bên mở rộng hợp tác.
Bên cạnh đó, báo Độc Lập, chuyên trang phân tích chính trị thời sự uy tín của Nga, vừa đăng tải bài viết với nhan đề Việt Nam, điểm đến đặc biệt của Tổng thống Vladimir Putin của tác giả nhà phân tích thời sự quốc tế Grigory Trofimchuk. Theo đó, bài viết nhấn mạnh chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Putin tới Việt Nam trong các ngày 19 và 20 tháng 6 theo lời mời của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa đặc biệt. Chuyến thăm mang tính biểu tượng cao khi diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 30 năm ngày ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Liên bang Nga và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 16 tháng 6 năm 1994, 16 tháng 6 năm 2024, đặt nền móng và cơ sở pháp lý cho quan hệ trong giai đoạn phát triển mới. Chuyên gia Trofimchuk nêu rõ, Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay và Việt Nam tuân thủ các nguyên tắc nhất quán về hợp tác và đối tác rộng rãi. Việt Nam nổi bật trong số các đối tác thân thiện của Nga, quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước đã được chứng minh trong quá khứ và hiện tại. Về quan hệ kinh tế, thương mại, theo bài viết, Hiệp định Thương mại Tự do FTA giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu EU và Việt Nam ký kết năm 2015 là sự bảo đảm đáng tin cậy cho nguyên tắc hợp tác tự do giữa các nước, là đối tác chiến lược toàn diện của Liên bang Nga. Việt Nam có vị trí quan trọng trong chính sách xây trục hướng đông của Nga. Ngược lại, sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa hai nước sẽ góp phần vào sự phát triển ổn định tại khu vực kinh tế quốc tế quan trọng Đông Nam Á. Tác giả Trofimchuk đánh giá, quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Liên bang Nga còn nhiều tiềm năng, phát triển với năng lượng là lĩnh vực hợp tác trọng điểm. Giao lưu văn hóa, giáo dục cũng được mở rộng, hợp tác giữa các địa phương, hai nước ngày càng sôi động, với cầu nối là cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga. Kết thúc bài viết, tác giả Trofimchuk khẳng định, hướng tới sự kiện quan trọng khác là kỷ niệm 75 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao 1950-2025, chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Việt Nam sẽ củng cố động lực để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!